Xin chào các bạn nha, mời các bạn theo dõi trận đấu liên quân giữa nhóm người hồi Việt Nam đang sinh sống tại Barcelona, Tây Ban Nha và nhóm người của Chino, tức là China đó, đang sinh sống ở Tây Ban Nha nha. Trận đấu giao hữu BO3, tức là 3 trận đó. Bên nào thắng trước 2 trận thì không phải đánh thêm trận đấu thứ 3 nữa. Hội Việt Nam của chúng ta bao gồm 5 tuyển thủ, đó là Nguyễn Phương, Quang Hiền, Tiến Đạt, Nguyễn Dương và Tín Nhiệm. Tín Nhiệm mang con lít lít, đừng đứng đi đừng đó. Tiến Đạt thì mang theo nát cung thủ ạ. Nguyễn Phương mang con Peo ra, tức là con support đó. Quang Hiền thì đi đường giữa, đường mid đấy, là điều thuyền. Và Nguyễn Dương thì mang con Ata đang đấu với con Maloc đấy, đường rồng đấy. Còn mình thì đang farm đường con lên đỉnh nè.
nàng có hay biết rằng mẹ đang biết chúng ta càng bên nhau càng thứ tha, giờ đớn đau cho nàng nên không biết thân phận kiếm phụ dám mơ cành hoa để cách xa đôi mình nên chọn tấm công cho nàng lâu kia gác sông nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng có ai đớn đau gì đâu nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng sinh ra trong gia đình làm bầu tín đồ luôn tha hương đi muôn phương làm việc trong nhà cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ nơi có người là thành đạt thân tôi mang kiếm phu không được ngày đông đến nay nhưng đôi vừa mất nhau vẫn mơ được trời nắm bay em thương tôi trái ngang giống cha mẹ đôi cũng trai đang thay mối tình hồng đông để như ngày tết nàng có hay biết rằng nay cha mẹ nàng biết chúng ta cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha giờ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta không biết thân phận kiếm phú dám mơ cành hoa để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang cánh con chọn tướng công cho nàng lâu kia gác sông nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon nước mắt thăng hồng có ai đớn đau gì đâu nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon nước mắt thăng hồng có ai đớn đau gì đâu
chạy con dream trên đường sửa soạn sang đến tận trưa tóc tai vẫn ngược mạnh như đang trường nhưng mà anh không tính hay ngại tụt con cái cứ lại làm quen chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhích thiếu gì vài em chuyện ngày xưa ghê thế nhờ sao mấy năm vẫn như thế này chuyện thật hay anh nói đùa cứ nói đi rồi lấy vợ làm sao mấy cô gái anh khoe hoa ra cũng chỉ nói sao chẳng có chi là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi kể từ khi anh gặp cô gái rồi cứ thấy lòng thầm thơ đêm này ôm nhớ mong và vẫn chờ nhận ra anh đã yêu mất rồi chẳng giống như lúc xưa giờ anh được khác là số em I'm not afraid.
has been destroyed. Rồi, như vậy đội tuyển của chúng ta đã thắng đội tuyển bạn là 1-0 dẫn trước nha các bạn. Mời các bạn theo dõi trận đấu thứ hai này như thế nào nha. Đội hình ra sân vẫn là 5 người: Tiến Đạt, Quang Hiền, Tín Nhiệm, Nguyễn Phương và Quang Hiền. Trận đấu này thì Tín Nhiệm đi sport mang con Room, Tiến Đạt đi con Slim công thủ và Quang Hiền đi con Ata, Nguyễn Phương đi con đi rắc đi mít đó, còn Nguyễn Dương thì mang Triệu Vân đi rừng. Mời các bạn đón xem và ủng hộ tem nha, xin cảm ơn. Lần con tim lên đây ngừ lại một chút thôi và tính sao tiến tu muốn lỗi nỗi nhớ mang theo một đời để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em ơi, biển dòng trời cao tăm tối mới em đi mà rồi để lại anh bơ vơ một mình giữa chốn đông người người làm tim anh nhức nhối. Còn anh nơi đây một mình phải uống cho quên mà thôi. Chuyện đời đâu ai biết trước. Lúc ta yêu điên cuồng, đường giang sẽ mai thiên thu lòng chẳng đổi thay. Hết yêu cũng buồn. Na na na. Nhiều lần con tim lênh đênh ngỡ là một chút thôi mà. Tính sao thiên thu muốn lỗi, nỗi nhớ mang theo muôn đời. Để lại bao nhiêu nỗi đau ở đây em ơi, biển dòng trời cao tăm tối mới em đi mà rồi để lại anh bơ vơ một mình giữa chốn đông người người làm tim anh nhức
Say ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa, nàng buồn hóa tâm tư đau thương, phá tâm bệnh trong lòng như khóc hoa. Người mượn cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết nỗi sầu triền miên, để lại thấy được chàng bớt đau trong tim nàng mang. Lòng chàng đớn đau hơn khi duyên nhân gian chẳng gieo vào tâm ý nàng. Một người xuất gia sao yêu thương, muốn chi nàng lại là công chúa vàng. Tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian, chàng gieo thân sáng trong biển lửa tràn, để lại mối nhân duyên nắng cay lưu truyền trần gian.
Destroy the tower!